Em xin giới thiệu, đây là bếp ga hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Model là Rinnai KG-E70CL. Kích thước của bếp này như sau: chiều ngang là 60cm, hậu sâu 40cm và chiều cao là 20cm. Hàng bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok và bảo hành 6 tháng, nên các bác yên tâm sử dụng. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xuất hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác có thể cọc trước 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100%, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Bếp ra Rinnai hàng nội địa Nhật này được thiết kế hai bếp nấu phía trên và bếp nướng phía dưới. Mình vừa nấu nướng như vậy đảm bảo tiết kiệm thời gian chế biến thức ăn cho gia đình mình rất là nhiều. Bây giờ em sẽ quay ngoại hình cho các bác xem nha. Nướng rất là đẹp. Chút xíu em sẽ test luôn ba bếp cho mình tham khảo trước khi mua hàng nha. Đây là bếp ga mặt men của thương hiệu Rinnai. Đảm bảo nguyên bản, nguyên zin, chất lượng cho các bác sử dụng lâu dài. Các bác thấy cái họng ga nó còn mới tròn không? Bếp ga hàng nội địa Nhật này có gì khác biệt so với bếp ga thị trường mà giá của nó mắc hơn nhiều? Đầu tiên, bếp ga hàng Nhật này được trang bị hai sensor cảm biến nhiệt mà hầu như bếp ga thị trường mình không sản xuất được công nghệ này. Sensor cảm biến nhiệt này khi mà có sự cố dò rỉ ra xảy ra, nó sẽ tắt lửa, khóa toàn bộ ga trực tiếp từ bình ga chứ không phải là từ bếp luôn. Và cái thứ hai nữa, trong quá trình nấu nướng mà mình quên bỏ nồi niêu xoong chảo lên thì cái sensor này nó sẽ tự động nhỏ lửa, sau đó nó sẽ tắt ga cho mình, đảm bảo tiết kiệm ga và không hề gây ra cháy nổ. Khi mình nấu thức ăn mà nó bị trào xuống nè, gió thổi làm tắt lửa nè, hoặc là hâm nấu thức ăn bị cháy khét, thì lúc này sensor cảm biến nhiệt tắt lửa, khóa ga, đảm bảo tiết kiệm ga cho mình và an toàn tuyệt đối cho mình sử dụng. Bếp ga hàng nội địa Nhật, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Tiếp theo là nó tiết kiệm ga lên tới 30-40% so với bếp thị trường. Cuối cùng, mình đầu tư một cái bếp như vậy sử dụng rất là bền và lâu dài. Các bác hay nghe câu nói hàng Nhật nồi đồng có đá đúng không? Thì mình đầu tư một cái bếp như vậy với giá thành hợp túi tiền, nhưng chi phí bỏ ra được sử dụng lâu dài đỡ hơn là mình mua một cái bếp thị trường vừa hao ga, vừa không có cảm biến nhiệt mà lây quay thì nó đã hư rồi, mình phải bỏ tiền ga mình mua bếp mới. Bếp ga hàng nội địa Nhật đánh lửa bằng IC nên trên bếp này sẽ có hộc chứa pin. Mình mua một cặp pin như vậy giá từ 15 đến 20 nghìn mình lắp vào để cho bếp đánh lửa. Hai nút nhắn có hình ngọn lửa là bếp nấu, nút nhắn có hình con cá là bếp nướng. Ở bên này nó có chức năng khóa 3 dây chiên xào rán thức ăn. Bây giờ em sẽ test lửa trên hai bếp nấu và bếp nướng cho mình tham khảo nha. Lửa em đã chỉnh rất xanh và đẹp rồi. Đây, lửa rất đẹp để mình sử dụng. Em sử dụng bình ga đỏ như vậy nha. Và bây giờ mình sẽ test bếp nướng phía dưới luôn. Rất là đẹp. Vậy là hai bếp nấu và bếp nướng tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Với tình hình dịch bệnh hiện nay, tiền kiếm rất là khó đúng không? Mình đầu tư một cái bếp ga Nhật như vậy, đầu tiên là tiết kiệm chi phí cho gia đình mình sử dụng lâu dài. Cái thứ hai nữa là tiền ga mình bỏ ra cũng ít hơn nữa nè. Và cái cuối cùng là quan trọng nhất, nó sẽ ngăn được giò rỉ ra, đảm bảo an toàn cho trong chính căn nhà của mình. Đâu đó mình đọc báo thấy lâu lâu cái cháy nhà, nổ bình ga trong quá trình nấu nướng này kia, rất là không an tâm đúng không? Mình mua một cái bếp Nhật như vậy, mình nấu nướng thoải mái mà nó lại đảm bảo an toàn cho tính mạng cho gia đình mình nữa, thì ngại gì mình không mua một cái bếp Nhật để mình sử dụng, mình trải nghiệm. Vậy là em đã quay ngoại hình nè, cũng như test chức năng trên ba bếp cho các bác tham khảo rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc clip. Cần tư vấn hay là cần mua một số mẫu bếp khác,
hay là cần xem hình ảnh của bếp ga Rinnai KGE70 này thì các bác vui lòng liên hệ số điện thoại và địa chỉ em vừa nêu trên bài đăng giúp em.